Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Cách đây vài năm, tại thành phố Đà Lạt, có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi bị ốm và nhập viện điều trị. Tuy nhiên, bà không qua khỏi. Lúc khám nghiệm, người ta rất bất ngờ khi phát hiện trong tư trang bà ấy mang theo có cả 100 cây vàng. Rất nhiều tiền, nhưng không biết chồng con bà ấy là ai vì chẳng có người thân nào bên cạnh. Bà nhiều của cải, nhưng có lẽ lại thiếu thốn tình cảm. Rất nhiều người đã làm việc quần quật cả đời, bán cả sức khỏe, bỏ mặc gia đình, cốt để kiếm nhiều tiền. Cuối cùng họ chợt nhận ra rằng tiền không mua được sức khỏe, không mua được tình thân, không mua được thời gian, không mua được những mối quan hệ chân thành. Câu chuyện trên chỉ là số ít trong số hàng ngàn, hàng vạn câu chuyện đang xảy ra trên khắp hành tinh này để chứng minh rằng nhiều tiền không đồng nghĩa với hạnh phúc. Đối với những người giàu có và thật sự hạnh phúc, họ thường chia sẻ: người khôn ngoan xem tiền bạc như phương tiện, người không khôn ngoan xem tiền bạc như mục đích của cuộc đời. Bill Gates, một nhà hảo tâm nổi tiếng trên thế giới, cũng từng là một tỷ phú giàu nhất thế giới. Trong một lần chia sẻ: tôi không lo lắng về chi phí y tế và giáo dục. Thoát khỏi những lo lắng căng thẳng về tài chính là một điều thật dễ chịu. Và đương nhiên, bạn không cần là một tỷ phú để có được những điều trên. Qua câu nói của Bill Gates, chúng ta nhận thấy rằng tiền sẽ rất quan trọng khi tài sản của mỗi người ở mức thấp. Nhưng khi đã vượt qua một mức nào đó, nhiều tiền hơn không đồng nghĩa với hạnh phúc hơn. Vậy hạnh phúc là gì? Điều gì sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta? Với mỗi người, hạnh phúc có lẽ thật khác biệt. Trong bài ngày hôm nay, chúng tôi muốn bàn luận với anh chị và các bạn về 6 yếu tố đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Yếu tố đầu tiên là sức khỏe. Khi có sức khỏe, ta có cả ngàn ước mơ. Khi không có sức khỏe, ta chỉ có một ước mơ duy nhất là có sức khỏe. Hay một câu nói ngắn gọn của người Việt ta là: có sức khỏe là có tất cả. Những tỷ phú như Steve Jobs, chủ tịch Apple, hay Lee Kun-hee, chủ tịch tập đoàn Samsung, những người được xem là hình mẫu của sự thành công và giàu có, trước khi qua đời đều để lại bức thư nhắc nhở những người ở lại cần biết chăm sóc sức khỏe. Bởi khi bị bệnh thì không ai chịu thay bạn được. Chiếc giường đắt nhất thế giới là giường bệnh. Yếu tố thứ hai là tự do tài chính. Chắc hẳn mong ước một cuộc sống không còn lo âu, căng thẳng về tiền bạc là một cuộc sống mơ ước của hầu hết chúng ta. Cuộc sống tràn ngập căng thẳng về tài chính gây ra rất nhiều những ảnh hưởng tiêu cực như mất ngủ, trầm cảm lo âu, ăn không kiểm soát, tai nạn giao thông, gây ra những bệnh như đau dạ dày, đau nửa đầu. Nguyên nhân hàng đầu gây cãi vã và ly hôn giữa cặp vợ chồng. Tiền bạc không phải là yếu tố duy nhất đem lại hạnh phúc, nhưng để có hạnh phúc thì không thể thiếu tiền bạc trong đời sống bình thường. Yếu tố thứ ba là mối quan hệ. Trong tháp nhu cầu Maslow rất nổi tiếng thì nhu cầu được yêu thương, hòa nhập, tôn trọng xuất hiện ngay sau khi chúng ta đáp ứng được những nhu cầu sống thiết yếu như ăn ở. Điều đó cho thấy nhu cầu được kết nối của con người cũng là một nhu cầu thiết yếu. Mỗi người đều có các mối quan hệ từ sơ đến thân và cả những mối quan hệ với chính bản thân mình. Từ mối quan hệ từ trong, tức hiểu mình, bình an trong chính bản thân mình, cho đến những mối quan hệ bên ngoài với người thân, bạn bè, đồng nghiệp,
có hạnh phúc thì cuộc sống của chúng ta mới bình yên và hạnh phúc. Thứ tư là sự riêng tư. Bạn có thấy điều này khó hình dung không? Trong một xã hội mở và kết nối như hiện nay, thì dường như sự riêng tư là một sự lỗi thời. Tuy nhiên, những gì người khác sẵn sàng để mở là những điều đã được gọt giũa, một khía cạnh tốt đẹp nào đó mà họ sẵn sàng để khoe. Trong khi nhân vô thập toàn, ai cũng có những thiếu sót và muốn giữ nó cho bản thân, hoặc không muốn bị để ý rồi trở thành chủ đề bàn tán dưới những con mắt và quan điểm của những người xung quanh. Khi sự riêng tư bị đào bới, kèm theo những đả kích có thể gây sát thương, thậm chí kết liễu một cuộc sống của một con người. Yếu tố thứ năm, bạn có đoán ra nó là gì không? Vâng, đó chính là mục tiêu sống. Mỗi con tàu, mỗi chiếc máy bay trước mỗi hành trình đều xác định điểm đến và lộ trình đi, rõ ràng và hiệu quả. Con tàu hay chuyến bay còn có thể có nhiều chuyến đi, nhưng cuộc đời chúng ta chỉ có một chuyến đi duy nhất. Vậy trong hành trình cuộc đời này, bạn đã xác định được điểm đến và hướng đi của mình hay chưa? Hay vẫn còn đang rong chơi, mông lung giữa cuộc đời? Bạn sẵn lòng để cuộc đời mình trôi qua vô định, không mục tiêu, không ý nghĩa chứ? Yếu tố cuối cùng trong 6 yếu tố, đó chính là công việc ý nghĩa. Mức độ ý nghĩa của công việc được đánh giá dựa trên giá trị mà công việc đó đem lại cho người khác. Công việc càng đem lại nhiều lợi ích cho nhiều người thì càng có giá trị. Khi trao đi giá trị cho người khác thì bản thân chúng ta cũng nhận lại những giá trị, có thể là tiền bạc, tình cảm, sự biết ơn. Giá trị cho đi và nhận lại trong công việc giúp mỗi người cảm nhận được giá trị công việc mình làm. Trong 6 yếu tố trên, công việc đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Không chỉ bởi nó là thứ đi cùng chúng ta trong hơn 40 năm cuộc đời, là phương tiện giúp chúng ta có được thu nhập, mà nó còn ảnh hưởng và tương tác mật thiết đến 5 yếu tố còn lại. Trước hết là yếu tố sức khỏe. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, làm một công việc không yêu thích ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cuộc sống. Theo một cuộc khảo sát, những người không thích công việc đang làm không chỉ có những vấn đề liên quan đến giấc ngủ mỗi ngày. Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Ohio cho thấy những người không hài lòng với công việc của họ ở độ tuổi 20 và 30 thường có xu hướng gặp vấn đề với giấc ngủ, lo lắng và trầm cảm trong cuộc sống về sau này. Họ có ít thời gian và năng lượng hơn để tận hưởng cuộc sống, công việc và hoàn thành các công việc cá nhân, ít có khả năng quản lý tài chính cá nhân. Những người không hài lòng với công việc của họ thường có xu hướng coi nghề nghiệp của họ là một gánh nặng hơn là một động lực để giúp họ phát triển và đạt được năng suất cao. Họ không có khả năng để thể hiện sự sáng tạo và nhiệt huyết trong công việc, dẫn đến hiệu quả làm việc không cao, chất lượng làm việc không tốt. Và khi chất lượng làm việc không tốt thì hệ quả tất yếu là thu nhập cũng thấp. Nếu như thu nhập thấp không đáp ứng được các nhu cầu từ sinh hoạt thiết yếu đến những nhu cầu đem lại niềm vui thì lại tiếp tục gây nên những áp lực và căng thẳng hơn. Đó như là vấn đề con gà quả trứng, luẩn quẩn không lối thoát. Tiếp theo là yếu tố tự do tài chính. Đây là yếu tố mà công việc có ảnh hưởng trực tiếp mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra được. Bởi công việc chính là phương tiện để giúp chúng ta tạo ra thu nhập. Và thu nhập chính là thước đo thể hiện giá trị mà chúng ta tạo ra trong công việc. Giá trị ở đây chính là lợi ích mà chúng ta đem lại cho người khác. Chúng ta càng đem lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng, xã hội thì thu nhập của chúng ta lại càng tăng lên. Thu nhập cao tuy chưa chắc đem lại tự do tài chính, nhưng nó là tiền đề vô cùng quan trọng để chúng ta bước đến tự do tài chính. Thứ ba, giữa công việc và mối quan hệ cũng có những sự liên hệ mật thiết với nhau. Trong khuôn khổ nội dung nói về mối quan hệ giữa công việc với các yếu tố hạnh phúc thì tôi chỉ xét đến mối quan hệ trong công việc. Chúng ta dành 1/3, nhiều người là 1/2 thời gian, thậm chí là nhiều hơn cho công việc.
Vì vậy, có thể nói các mối quan hệ tại nơi làm việc là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Chẳng vì thế mà nhiều lãnh đạo rất chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho doanh nghiệp của mình. Xây dựng các mối quan hệ tích cực nơi làm việc là một trong những bí quyết thành công trong sự nghiệp. Các mối quan hệ có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến sự hài lòng của bạn với công việc, khả năng phát triển và gia tăng sự ghi nhận các thành tích đạt được. Công việc và sự riêng tư, bạn có thấy mối liên hệ nào giữa hai yếu tố này không? Để dễ hình dung thì hãy nhìn tới những ngôi sao trong làng nghệ thuật. Bạn sẽ dễ dàng hình dung mối liên hệ giữa hai yếu tố này. Với những người làm nghệ thuật, dường như sự riêng tư là một điều gì rất xa xỉ, bởi họ được coi là người của công chúng. Nhất cử nhất động của họ đều được công chúng quan tâm, tò mò. Tuy nhiên, sự tò mò thái quá kèm theo sự miệt thị, đả kích gay gắt khiến cho những ngôi sao thậm chí phải tìm đến cái chết. Nhiều ngôi sao Hàn Quốc đã bị trầm cảm khi phải đối mặt với những áp lực quá lớn trước những sự quan tâm không đúng mực của mọi người trước đời sống riêng tư của họ. Những câu chuyện này nêu lên thực trạng và cho chúng ta thấy rằng sự riêng tư là rất đáng quý trong cuộc sống của mỗi người. Và nếu công việc của chúng ta làm có ảnh hưởng tới yếu tố này mà không có sự chuẩn bị tinh thần và cách ứng xử phù hợp thì cũng là một nguyên nhân làm ảnh hưởng tới hạnh phúc trong đời sống của chúng ta. Yếu tố có mối liên hệ thứ 5 với công việc là mục tiêu cuộc đời. Công việc chính là phương tiện để chúng ta thực hiện các ước mơ của cuộc đời. Có người ước mơ cứu chữa bệnh được cho người thân và nhiều người bệnh khác nên họ trở thành bác sĩ. Có người ước mơ tạo ra những giống cây trồng vật nuôi giúp bà con nông dân có năng suất tốt nên trở thành kỹ sư nông nghiệp. Có những người lại khát khao phục dựng lại làng nghề truyền thống của quê hương mà sẵn sàng từ bỏ công việc lương cao để quyết tâm theo đuổi khát khao của mình. Có những người không làm việc trực tiếp để thực hiện ước mơ, nhưng nhờ có công việc và tiền bạc và những mối quan hệ, họ có thể đạt được ước mơ của mình. Thông qua bài chia sẻ ngày hôm nay, chúng tôi muốn đưa đến một thông điệp tới các anh chị rằng công việc là một phần quan trọng trong cuộc sống. Nó không chỉ là một yếu tố quan trọng tạo nên hạnh phúc trong cuộc đời mỗi người, mà xét riêng về tài chính cá nhân, nó là một phần kiến thức mà mỗi người cần trang bị để hướng tới tự do tài chính sớm và bền vững. Chúng tôi sẽ có phần chia sẻ về đề tài kiếm tiền hướng nghiệp tới các anh chị trong các bài sau. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.